chân ấm. Tám giờ tối, nó rời khỏi lớp học thêm đạp xe về nhà. Hôm nay nó về muộn vì thầy giảng thêm mấy bài tập. Bụng nó đói meo. Nó ù ra khỏi lớp, chạy đến chỗ bán bánh mì mua một ổ để dành. Đường vắng quá. Nó vừa đi vừa lo sợ. Chợt hai bóng đen xuất hiện trước mặt. Đứng lại! Nó giật bắn người. Một tên hét lên. Đưa hết những gì mày có ra đây. Nó run sợ chìa ra ổ bánh mì. Tao không phải con nít. Bọn tao không đói. Đưa tiền đây. Nó run cầm cập, mặt tái xanh. Một tên chạy tới giữ tay nó. Tên còn lại định khiêng xe đạp chạy đi thì có tiếng la lớn. Công an! Công an tới chạy mau! Hai tên nghe thấy thế vội buông nó ra toàn bỏ chạy. Sự việc diễn ra trong tích tắc. Nó chưa kịp hoàn hồn thì một thằng nhóc từ đâu chạy tới. Sao đêm hôm mà đi một mình? Không sợ nguy hiểm à? Mình đi học về muộn. Thôi về đi, may là gặp tôi đó nghe. Tụi này hay hành nghề chặn đường ở đây lắm. Cảm ơn cậu. Về nhanh đi, lần sau đừng về muộn nữa nghe. Chào nó xong, thằng nhóc trải tấm ni lông ngay vỉa hè ngủ. Nó tròn mắt. Thằng nhỏ giải thích. Ừ, đây là chỗ tôi ngủ á. Tôi đi đánh giày rồi về đây ngủ. Nó cúi xuống cầm một bánh mì đưa cho bạn. Cậu ăn đi. Ừ, thiệt là cũng đang đói. Cậu tên gì? Cứ gọi tôi là Tí. Cậu còn đi học hả? Tôi thích đi học lắm. Mà nhà tôi nghèo, tôi phải nghỉ học. Tôi khoái học chữ lắm. Từ hôm đó hai đứa trở thành bạn của nhau. Cứ mấy bữa nó lại ghé chỗ thằng Tí. Có hôm còn chở thằng Tí đi đánh giày cho khách. Dù khác nhau về hoàn cảnh nhưng tụi nó thân lắm. Thằng Tí nhìn bề ngoài khô khan nhưng rất tốt bụng. Nó chỉ cho Tí đọc chữ. Thằng Tí được cái rất thông minh và sáng dạ. Chỉ tới đâu hiểu tới đó. Chỗ nằm của thằng Tí đơn sơ lắm. Trên là chiếc bạt cũ, nệm là vài tấm giấy báo trải ra. Cái bộ đồ nghề đánh giày là gối, còn chăn là cái áo mỏng manh vẫn mặc. Nó e ngại hỏi thằng Tí. Cậu mặc thế này không sợ lạnh à? Tớ quen rồi. Phải có chăn chứ. Thằng Tí cười sảng khoái. Đi trong rủi khoác thêm cái chăn mắc dẹo sống lưng à. Nói vậy chứ nếu tiết kiệm được chút tôi cũng mua cái chăn đắp cho đỡ lạnh. Đang rút mình trong chiếc chăn ấm, nó nhìn ra ngoài trời lạnh giá. Không biết thằng Tí đã đi làm về nhà chưa. Ngủ ngoài đường thì lạnh lắm. Nó trằn trọc không yên. Nghĩ rồi nó chạy xuống gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa? Có việc gì thế con? Mẹ đi với con một chút. Nó gấp cây chăn của mình vào túi ni lông rồi cùng mẹ chạy ra khỏi nhà, đến chỗ ngủ của thằng Tí hàng ngày. Đến con hẻm nhỏ, nó bảo mẹ dừng lại. Mẹ nó hỏi, con dẫn mẹ ra đây có chuyện gì? Mẹ chờ chút nhé. Rồi nó chạy vào con hẻm nhỏ nơi thằng Tí thường trú ngụ. Thằng Tí đang ngồi co ro trong chiếc bạt cũ. Nó chạy tới đặt cây chăn vào chỗ thằng Tí đang nằm. Tớ mang chăn cho cậu nè. Thằng Tí dụi con mắt ngạc nhiên đến nỗi chẳng nói thành lời. Nó cười tinh nghịch rồi chạy đi. Thằng Tí chẳng kịp nói câu nào, chợt hiểu ra liền lấy cái chăn quấn vào người. Đôi tay mân mê chiếc chăn ấm mềm mại. Tối ấy nó kể cho mẹ nghe về người bạn của mình. Cả nó và thằng Tí đều có một giấc ngủ ngon và ấm áp. Lòng tốt luôn được đề cao trong cuộc sống của chúng ta. Lòng tốt không chỉ giữ trong suy nghĩ mà cần được thể hiện bằng hành động. Như thế ta sẽ mang đến cho cuộc sống thật nhiều ý nghĩa.